Hello, xin chào anh em nhé. Chào tất cả mọi người. Chào mừng anh em đến với clip mới nhất của em ngày hôm nay. Lời đầu tiên em kính chúc anh em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe anh em nhé. Hôm nay em lên cho anh em hai chú chim bổi bóng bộ rất chìa đẹp anh em nhé. Chia sẻ lại cho anh em và anh em để anh em có thể gột nghe hót hoặc là gột giàn, gột chơi cà phê anh em nhé. Nói chung là bóng bộ hai em chim hôm nay rất chìa đẹp. Đấy, đã ra giọng rất chìa tốt anh em nhé. Thái độ tốt, ra giọng tốt. Em vừa mới cho tắm rửa xong rồi lên clip cho anh em. Và em cũng sẽ báo giá công khai trên clip cho anh em luôn. Anh em nào thấy gọi là hợp với túi tiền để anh em gột thì anh em cứ nhấn máy alo cho em nhé. Đây, em bên tay phải anh em nhìn. Màu đá lân, yếm đậm. Lông rất chìa mỏng. Gốc màu dày, màu hơi đá lân anh em nhé, gọi là đá lân, kiếm đậm gốc màu dày. Em chim này thì em chuyển nhượng cho anh em là 1,5 triệu anh em nhé, 1,5 triệu. Để anh em thấy ưng như em chim này về gột thì cứ nhấn máy alo cho em nhé. Đây, tiếp theo là em số 2 này. Em quả yếm này. Yếm cực đậm luôn nha, yếm to như ngón tay ấy. Đen xì luôn. Gốc màu dày, màu cũng hơi đá lân anh em nhé. Nó đang chưa lên bộ này, con này đuôi lúc nào nó xòe to đùng anh em này. Xòe to đùng này. Đuôi nào đuôi thẻ to anh em nhé. Nói chung em chim này thì em cũng không dám khẳng định nó là xòe cứng hay xòe mềm đâu. Vì bản đuôi nó thấy nó to thì nói luôn trên clip cho anh em là bản đuôi nó to anh em nhé. Yếm đậm, gốc màu dày. Em chim này là em chuyển nhượng cho anh em là 1,6 triệu anh em nhé, 1,6 triệu. Đấy, nói chung là anh em cứ thấy gọi là hợp với túi tiền của anh em thì anh em nhấn máy alo cho em. Còn anh em có thể là vào xem giải trí, xem vui vẻ, và ủng hộ em bớt chút thời gian thôi, cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Nói chung là hai em chim này bóng bộ rất chiều ok anh em ạ. Lông mỏng. Bóng bộ rất chìa đẹp. Hôm nay em chỉ có hai em chim này muốn chia sẻ cho anh em. Anh em có nhu cầu thì nhấn máy alo cho em nhé. Em thì hôm nay em bận đóng hàng gửi đi cho anh em miền Nam. Và anh em nào mà có nhu cầu tuyển luôn hai em này thì cứ đôi em luôn, là chiều nay em sẽ gửi cả thẻ anh em nhé. Nói chung là chim nó được khoảng tầm 3 ngày lồng rồi, cám bã ok hết rồi anh em nhé. Cám cứng hết rồi. Và anh em chỉ việc cho cám vào là xong thôi. Chung bóng bộ hai chim ngày hôm nay rất chiều ok. Đấy, em bên tay trái màn hình đây là 1,5 triệu anh em nhé, 1,5 triệu. Còn em yếm đậm đuôi xòe bản to này thì là 1,6 triệu anh em nhé, 1,6 triệu. Anh em nào bắt cả hai thì cứ nhấn máy alo cho em. Em thì vẫn có ship đi tất cả các tỉnh cho anh em. Đảm bảo cho anh em là thứ nhất là em bao cho anh em là chim thứ nhất đến tay anh em là không tật lỗi, chim khỏe mạnh. Đảm bảo trên đường vận chuyển anh em yên tâm là chim đến tay anh em là sẽ rất chịu khỏe mạnh anh em nhé. Em đóng thì cầu rồi cam chuối bóng điện đầy đủ cả cho con chim nó đi dọc đường, nó có thể ăn uống thoải mái. Chúng hai em chim này ra giọng rất chia tốt rồi anh em nhé. Thái độ tốt hết rồi. Đây em vừa cho tắm xong nó còn súng mất lửa đấy. Anh em về mà chăm gọi là, nói chung là chim bổi này anh em chỉ chăm khoảng tầm 10-15 ngày là nó đã có thái độ chơi rất tốt rồi anh em nhé. Chẳng qua nó còn sợ người thôi. Còn chim thì nó không sợ đâu. Bóng bộ rất chi là ok. Anh em sẽ zoom lại một lần nữa cho anh em để ngắm kỹ bóng bộ này. Sẽ em đi vào gần gần một tí nữa cho anh em. Ngồi hơi xa nên ra là nó vẫn cứ ngồi này. Màu đá lân anh em nhé.
yếm cân, hầu chảy, chung là bộ rất chia đẹp. Chị và anh em gột chơi, đây là chưa lên hết bộ đâu, lên hết bộ nhìn nó còn ok nữa anh em nhé. Đây còn em đuôi xòe này, đuôi xòe to đùng, lúc nào cũng xòe này anh em ạ. Không thấy trụm như con bên cạnh này, con bên cạnh là đuôi trụm ngay. Con này nhảy đi nhảy lại xong nó vẫn cứ xòe anh em nhé. Đây, để em đuổi, đuổi nó, đuổi cho nó nhảy đi nhảy lại này. Anh em thấy chưa? Này, đuôi vẫn cứ xòe, xòe to anh em nhé. Nói chung là hàng này thì may rủi thôi, anh em về nếu mà được xòe cứng của xòe mềm thì là có ok thôi, là tốt thôi. Đấy, anh em ưng em nào thì cứ kết nối cho em. Thôi chào tất cả anh em nhé, chào tất cả mọi người, chúc anh em luôn luôn có một sức khỏe dồi dào. Anh em có nhu cầu tuyển hai em này thì cứ nhắn alo cho em nhé, hẹn em vào clip tiếp theo của em. Quá ok luôn.